Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các loại nhũ bát sáng tạo khối. Đầu tiên là nhũ bát sáng tạo khối của Huda. Với nhũ này mình có thể là sử dụng cho những cái trang điểm về tông tây. Các bạn chấm một chút lên chỗ phần gò má và các vùng highlight. Đây là của Iconic. Rất là nhiều tông màu để cho các bạn có thể lựa chọn theo ý thích của mình. Và còn đặc biệt hơn đó là còn có nhũ chảy. Với dạng nhũ chảy này thì mình sẽ chấm nhẹ lên một chút gò má, nó sẽ tạo thành những cái nhũ ánh sáng bắt vào li ti. Khi mà dưới ánh nắng hoặc là dưới ánh đèn thì sẽ là rất là nổi bật. Riêng với cả hai loại nhũ là nhũ Huda và nhũ Iconic, ngoài việc là mình sử dụng như là một công cụ để bắt sáng, mình còn có thể là trộn một chút với cả lền để tạo lên một cái lớp bóng và để cho lớp lền của mình sẽ sáng và sẽ có những cái ánh nhũ. Với những cái tông màu tự nhiên như này thì mình sẽ trang điểm khi mà vào ban ngày, cho một chút vào chỗ vùng gò má, sống mũi và chỗ có thể một chút nữa vào cái chỗ phần hai bên chân mày, tạo một cái ánh nhũ rất là cuốn hút. Còn với cả những tông màu tối như này, chúng ta sẽ sử dụng vào những cái trang điểm tông tây hoặc là vào buổi tối. Còn với nhũ chảy thì chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu vào những cái tông trang điểm tự nhiên. Khi các bạn cho một chút vào chỗ phần gò má và sống mũi thì nhũ sẽ tạo lên một cái hiệu ứng ánh sáng rất là tốt trên gương mặt.